Thì mà chửi tao tao mới tao bấm ghê. tao bấm rồi mà. Thì tao không thấy của mày, tao chửi mày rồi. Thì mày Mày không biết kỳ là quá. tao Mày nghĩ chửi bạn cũng chửi Duy. đấm đít Mày nhau phải nhẹ đi, nhàng bảo đấm đít Duy nhau ơi, đi. mày bấm chú thích Tao chưa? không, tao không đầu drama, tao không không tạo drama đâu. Chỉ mấy cái thằng mà kiểu cứ thích bắt lỗi nhảy đấy, ăn chắc Duy ơi, bấm chú thích chưa? rồi đi. Thằng Duy vừa nãy mày chưa bấm rồi, xong là bấm một tí thành ra ba thằng phải bấm lại nha. Ừ, má nhìn tay thấy cái lobby nó đẹp vậy rồi. Lobby đẹp thì cũng không tăng được skill đâu. À, mà nhìn đội má nó có thần thái mày, lobby kia chỉ đứng bốn thằng thấy nó kỳ, đã đứng thì nó tự nhiên hơn. Gì bớt ảo tưởng đi em. Lòng má là chín mấy rồi, phải lờ thiệt. À, lobby chín mấy phần trăm à, chín mấy bé rồi, nhanh thiệt. Tao được thì mày thật được. Lòng má nhìn Nhắc đã cho thiệt. mày rồi. Cái bản test từ Để Bluetooth scan map cũ là chơi thấy mượt hơn rồi. nhưng mà không mượt Đủ đâu, nhưng má mà ở bản lobby này tao bị thấy nó mượt hoàn toàn luôn. power tao rank tao nha. tao đang bay bay mà đủ má bảy mấy phần trăm, bảy mấy fps thì phải lồn thiệt. Nhảy một cái nhà thôi, đây cái nhà to nhất này, hoặc cái nhà thế nào Ừ. đây. Chấm hẳn vào. Chấm linh tinh một tí nhảy vào. Ôi, dai chứ tao mát chịu. Chịu thế đéo. Có thằng lạc ngoài nó vào kia mày. Phen là chắc tên nước ngoài, à tên tổng cửa rồi. Tàu khở chứ còn cái đéo gì nữa. Phen đồ bay giống trình như chó nhà tao dữ vậy. Lộn. Chó mày biết chơi game không? Kinh hết. Phen Chó đi bên chó nhà Duy gánh team hơn Duy không biết như nào, đồ má chó tao chết lâu má ơi. vãi lồn. Nhiệm vụ mày bắn thôi, giống kiểu gà của Duy, à gà của Duy. Đồ má nó lát trước luôn nè, đã vậy. Đi con mẹ, cái này là mẹ một mấy chục cái nhà nó ghép thành hình thôi chứ đéo phải là đi mẹ một khu được không mày ạ. À, mấy chục cái nhà này vãi lồn, Vãi lồn. đây đéo phải nhà đi mẹ, không phải nhà không mày ơi. Đi tiếp đi. Cái này Có đéo cái phải nhà thì nhà khác rồi. vãi Ở lồn. đây là nhà. Chứ này cái là gì? Bị lừa con Cái mẹ này nó là rồi. ơi tôi kẹt rồi. lồn. Chỗ này. Ô lại AKM một băng đạn này. Mẹ bây giờ như AKM thì nhà từng băng đạn nào nhỉ? Điều. Bịt mẹ Huy thấm như cái đồ lồn ấy. Để lồn má chơi lên 80 fps là ngại quá. Để mình xin đi cái Tao đầu còn rất được có thần. mấy mà mày không được đám mấy thôi, mình nghỉ game là được đấy. Mà hơi lắc đi. Phát lát. Bọn tao thấy bình thường nãy giờ luôn. Bình á, lắc bình á. Đéo bị Không, luôn. không có. Chắc thằng lồn kia ngược nhà tao rồi. Đi mẹ. Đây là ta tưởng cái nhà nó chiêng mấy chục cái này nó phải cái nhà luôn. Ô có tiếng bắn nhau gần mày ơi. Cậu má lên chín mấy rồi, cãi quá thì ơi, sướng quá thì ơi. Huy đâu chụp ảnh lại mấy trăm cho nó nhìn được sợ. Nè chụp ảnh lại cho mình coi nè, tuyệt vời 105, mấy trăm ba mấy rồi. Tao được sáu mấy là tao thì vui vãi luôn rồi. Chụp gái cho mình coi. Đi khóc nhảy lầu luôn. Ô địt mẹ chấm đứng giữa giữa bò này thì chạy đâu ta? Sao mấy mấy này chấm nguyên ngay giữa bò thế, chán thế. Ngồi phải chạy kiểu nhiều nhiều ấy, mỏi chân không bắn nó mới phê được. Đồ mới giống như chết hôm qua rồi, vô lót nhà cái lũ má đáp đéo được. Mẹ, thằng Làm lết ba mấy thằng thằng rồi. lết nó yếu đến cái độ mà nó loát xong nó toàn có nick phone Vậy mà mẹ. đếm mua Đồ ra, nick phone. đếm mua gì đi mua man, bên lồ. Mua gì? Mua, nó từ cơ thay RAM hay là thêm RAM hay SSD không chịu, đồ má đòi đi thay man. À mua SD trước Lồn. đi. Mua cái gì gây đến game ấy chứ men thì mà nó dùng men đấy vẫn chơi bình thường, đéo phải tâm. Cái lên men chứ đâu lên cebu đâu. Ủa cái địt mẹ được qua kia đi đường nào vậy? Ờ mày đi đường nào qua đó vậy? Đi có xe mày ơi. Xe lồn thì nhìn lạ này. Đủ má có Đây lồn chạy gì đấy. đủ. Chạy đủ máy cái này là chiếc Attila mà. Ơ cái lồn này kỳ vậy. Vai có to đi mày ơi, trời ơi, có to bắn luôn. Gì cay lắm. Tụi mới tự ép rồi mà đéo kịp.
Ê, tiếng súng đẹp, tiếng súng hay mày. Lên bắn. Mày, ê, hộp tinh tế. Cần tiếng súng hay. Mày đi bỏ ra đi. Bây giờ ngồi lên xe, tao ngồi lên xe không dùng được mẹ. Tôi ngồi lên xe không dùng được ai ngồi nữa mày ạ. Chỉ dùng được, Súng lỏng cũng được. Ờ, không, SMG, cập nhật TV mà. Nó được hòm lên ngay từ chỗ rồi. Càng đen. Gì vậy? Trụ má Huy bay lên nhìn sợ luôn. Trụ má ghê vậy. Thôi còn hàng chó, cái hàng mà phan phan làm sao? Cái mẹ thôi. Trụ má rít. Ê, ai bắn vậy? Nghe không? Tụi bay nghe tiếng vậy? Ờ, nhưng mà đếp phải tao. Nổ thì ai bắn đéo đâu. À, tao quay lại tao nói thằng kia. Tao nghe tiếng bắn á chứ phải bom đâu. Bom mà, bom lúc mà nó nổi ít ấy. Tạch tạch nghe. Trên núi rồi Hoàng, NN có người Hoàng trên núi á. Núi N, cái nhà trên đó, ờ cái nhà đó tới mới chưa vô á. À thì nó không, tao thấy cái bóng đen chạy lên. Nếu đoán là bà thấy thật các bạn. Vi bảo trên núi có người nhá, cẩn thận, đường 350N ấy. Ơi, ở đây bị lút rồi, ở đây bị lút rồi. Ở đây bị lút rồi. Ở phía trên núi có người, trên núi có người, trên núi có người. Má. Bây giờ tụi bay chị 3 trận, 4 trận toàn cầm AK. Hoàng chẳng đéo có ba lô. Trên núi không? Tao đều có giáp luôn. Vi bảo trên này có người này, lên cặt kêu không? Đi, tao có ba, tao có đúng bằng đạn. Ôi địt mẹ, vãi luôn. Ủa này sao chịu? Chào bình thường. Ok ok, không phải, không phải. Liệu Huy còn nhớ pha leo núi thần thánh của Hoàng với cả thằng Tiến? Như đầu bùi. Lòng má game kìa 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 mừng. Leo núi mà 130 fps, ngại quá. Duy cảm thấy phê không? Đồ khu má là đầu tiên leo núi mà 130 fps, còn mượn cả lôn. Tao leo núi năm mấy, không mấy này. Thôi bây giờ lại phải dùng chín mấy thôi, đó dùng được 100 rồi, 100 thành cổ lác quá. 90 của lồn, của lồn này lấy sơ ca này, phải lồn. Thằng nào có đạn xanh không? Cho tao một vài viên đạn xanh. Đúng một băng. Cứ cầm tạm, đéo có súng nhưng mà có đạn thì có súng. Cầm dọa nào dọa. À, lúc mấy cái container này đứng là cho leo lên luôn, giờ đéo cho, có địch con mẹ dâm. Ê, ê, kìa, 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 kìa. À, tao thấy, tao thấy, tao thấy rồi. Con mẹ. Nhìn vẹn vị, tao mới nghe tiếng. Right here, right here. Trên này có ba lô hai nè. Đâu rồi đâu. Tao nghe tiếng. Right here, right here. Gần đây á. Mua 2 à. Đây đây. Má tao mới thấy nó trên này. Giáp trên này, giáp trên này nào à. Có rồi, tao vừa nhặt được rồi. Có mua 2 ở bên cái bên kia. Má nó trộn lẹ ơi. Hay là nó, sao nó nhảy rồi nó chạy. Chạy chỗ nào. Lời ơi, đồ má chưa chạy đâu. Chưa chạy đâu, nó còn lủng quẩn đâu ở đây á. Nó mặc cái áo khoác dài màu đen á. Nghe như cáo phó ấy, vãi luôn. Này tao tao quên chỉnh thôi. Kìa, ở dưới kìa. 50 50 50 50. Đang chạy qua. Ba thằng luôn à, căng đấy. Ê lùi, Huy lùi, lùi, má lùi. Ây da. Bắn ở đâu đây? Cái cây á, cái gốc cây thấy không? Cái gốc cây giữa hai cây cục điện à. Thấy rồi, thấy rồi. Đi đụ má gì đông gì. Lùi đi. Ủa tao gì? Kìa, bao kia ở lên, bao kia ở lên kìa. Ta bắn cho kia trúng hai viên à. Lê đi, lê đi.
Đây nó ngay chỗ này của tao mày ơi. Help help help. Một thằng ngã rồi. Kít nhà Huy, kít nhà Huy. Coi có rồi, coi. Ôi, ơi. Nó vẫn chỗ ẩn vẫn ở chỗ cái cây á. Nó bắn một thằng ngã rồi. Giết luôn chưa? Luôn rồi, chỉ đéo phải ngã. Một thằng chết viên luôn à. Đang lên nong để bắn đi. Số xe, số xe. Chết rồi. Chạy nó chạy sao luôn, nó chạy rồi, chạy sao. Chạy nó sao mày ơi. Một thằng chạy vô nhà. Vì tao đang lấy đồ. Một thằng khu một nhà. Chú vừa lên trái mình nè. Đây có con xe gì bên trái kìa. Ờ thấy rồi. Nó vòng qua. Nó vòng đằng sau, nó vòng đằng sau, vòng đằng sau, vòng đằng sau. Ui nó vòng đằng sau. Ờ tao đang canh. Thế... có thằng trước mặt nữa. Nghe rồi. Ờ bị canh trước mặt đi. Không biết nó vòng, nó vòng đằng sau như thế nào nhỉ. Nó vòng đằng sau á. Nó đi luôn. Tại nó bỏ. Nó đi luôn. Đâu, đâu, không không, có thằng bạn nó ở đây nè, khu nhà trước mặt nè. Có bạn nó dưới bắn lên kìa. Nó bắn tao rồi ơi. Xe xe xe, tao nghe nó đang leo xe. Ê đủ má đó. Ờ đủ má. Hello, tao đau rồi, tao đau rồi. Heo 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 heo. Lấy đạn, lấy đạn. Không cần. Kìa nào cứu nó đi kìa. Bồ cũ rồi. Cứu tao phê, tao phê. Còn thằng dưới khu nhà, thằng dưới khu nhà. Má mình bắn chưa gì đã bắn hay thế này. Mình sinh ra để bắn game à. Ờ đang có đạn à. Khang 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 khang. Ồ đồ má chat tiếng nào vậy? Chat nó tiếng nào? Chữ T, chữ T. Ý. Ờ à, ok hiểu rồi. Tiếng ép kẹt đó, tiếng ép kẹt đó. 110 cái gì? Ở dưới khu nhà đó, tao thấy nó dưới khu nhà. Còn thằng nữa. Ừ một thằng dưới khu nhà, nãy tao thấy nó đi vô nhà rồi. Coi trên đường để chết nha. Tao nghe tiếng AKS nó lạ quá thì mẹ tưởng đéo gì. Mẹ nó bắn mình sạch tạch 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 kinh quá. Ôi. Cười lồn đi cả chúng tao rồi. Kè 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 kè. Khu nhà mép bên phải. Mép bên phải khu nhà. Còn bao nhiêu? Ây da ây da. Trước mặt tao luôn á. Đây nè. À tao rồi, tao rồi, tao rồi. Ê đụng mép. Thấy rồi, nó bắn tao, nó bắn tao. Ây. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống luôn. Xuống luôn, xuống luôn. Nó bắn xịt hoài luôn. Đây đó, đây đó, đây đó. Đấy, cái chỗ bom nổ ấy, đấy. Ờ, thấy rồi, thấy rồi. Huy, nó ngoài mày Huy. Cái kia đó, thấy rồi. Nó trước cái nhà trắng trắng ấy. Nhà trắng bên, bên đường ấy. Bên đường có một cái nhà trắng nó ở đấy đấy. Rồi rồi ok. Chỗ xe lật phải không? Đó đó. Ừ, gần đấy. Ngay sau đấy thôi. Ok ok ok. Nó chạy ra xa à? Như nào? Rồi ngon. Ai mini 14 đây rồi. Có miếc gì không? Có 4 nick mình xin. Bắn đạn mà dặn xin. Ê! Má gì vậy? Mình đi đạn thôi hi hi. Kit kìa, ai lấy kit đi, tao có. Tao tao đưa tao đưa tao. Lấy mini luôn đi, Huy lấy mini luôn. Đưa tao kit, 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 kit. Có một cái ở sát nó. Tụi dưới B vậy, có chuyện nào mà tao. Mấy cái xe trên đồi kia đi được mấy chỗ nhở? Tao bắn vào em xe rồi. Rồi tao với tao bắn vào em xe rồi mà. Bo đi, chạy bo đi, bo bắt đầu căng đấy. Kéo đua được. Ê, nào chia tao ở tặng xanh rồi. Đây, tao có rồi, tao có. Tao xài dương mê mà. Tao có 20, đúng 20 viên à. Ở đây, tao cho mày 10 viên này, tao qua bàn AK bắn. Này tao có đạn AK nè. Ê. Xe ông, xe kia xài được không? Mẹ đây có kiếp nữa chứ. Thằng Duy, à, Huy nó bắn, à đúng rồi thằng Huy nó bắn vỡ mẹ xe rồi, thôi chạy. Huy đấy là bên ghét không Huy? Đi mẹ đây mình chạy ngược đường rồi mày ơi. Tấm vàng ấy. Ngược lại đằng sau rồi. Bò vãi cứt. Chấm cam đi, chấm cam đi. Chấm cam đi. Sao bò lại ngược hướng mình đi vậy? Đéo hiểu luôn.
Mẹ. Ôi đủ bắn xe nhiều rồi nếu chiếc này bắn được rồi. Bắn phê vãi luôn thề ạ. À. Bắn nó cảm giác hơn bắn kia mà bắn bình thường đúng không? Ờ đi mẹ tao bị lag từ vượt. Ôi ê như con buggy đi được này. Thằng lồn hủy. À, ở dưới có con xe gì đúng không? Vẫn đi được. Xe bờ bờ ư à? Không, cái con xe thằng Huy nó đi nó đón ba thằng ấy. Thì mình lấy một con buggy này đi với nó thôi. Đâu? Ủa, bò vẫn chưa chết à? Trời ơi, nó kêu tao ấy. Lồn nó bắn hỏng mẹ bánh xe rồi. Cái lồn Huy. Để bắn xe, tao bắn đâu không bắn xe này. Thế chắc là... Mày, xe kia nổ rồi. Đâu, tao bắn cái xe kia cơ. Tao bắn cái đó là chiếc DAV gì đó. Chiếc Davia. Ờ. Tao đang bảo cái con buggy lấy đồ này. Thằng nào bắn hỏng mẹ, lốt rồi. Ờ xe có xe buýt gần lái được không? Vì có đồ gì hàng ê, ê, có người hướng SE má của mày chạy đâu đây? S cái lồn đi. Thôi đâu đây. Vì ra cứu nó mẹ. Bắt đầu xa. Vãi lồn. Mẹ cầm bát luôn. Cầm bát luôn rồi kìa. Thấy vùng cao rồi đúng không? Mà. Từ từ. Tao thấy mình rồi. Mình chạy mẹ đi mày ơi. Chạy đi chạy bo đây. Đừng bắn nhau nữa. Bắn nhau xong là chết mẹ cả người. Chạy đi, đợi gì nữa con thằng à. Đây con đang chạy rồi. Có một thằng thì hai thằng bay chơi nó luôn đi. Ê Vi ơi Vi. Mày bể con ê, xe ê, nó đứng sau hùng mà. Kệ mẹ nó. Đi con mẹ. Ui. Ra đường cày kiếm xe mà. Rồi. Đụ mẹ ngã mất nó. Ghi bắn rồi. Ơi bồ gục rồi. Còn bò nữa. Rồi xong. Ôi. Mày tắt thở rồi đi. Hai ba thằng lần chứ thấy bạn thằng nó đang cam tên mình đó. Hay lắm Duy. Mày thì một cái nhìn thấy con thằng cái con gì đâu Huy ơi. Trong nhà. Cái con xe mô tô phải không? Trong nhà. Ờ đi. Mày tưởng gì vậy? À thằng Huy. Lầu má mũ ba mới ghê chứ đĩ mẹ đó. Đây thì mới xanh thiệt. Nhanh thôi. Vào bo chấm nào đây nhờ. Qua đây đi, chấm cam này. Như thế là một thằng à? Ờ. Ờ. Ấy. Gì vậy? Thằng ven chết luôn rồi, ven chết luôn rồi. Có những xe bên trái của máy bay. Mày dùng cái này hay có xe á. Mình lái chắc đủ không má? Lái Hà Nội. Lái gì? Ôi gì vậy? Như cái đầu lò. Léo hẹo. Bôi bò đến mẹ rồi. Tao nghĩ những cái map này là theo cái mã mới ấy, nó đéo lắc nha. Nó mượt hơn map, cái map cũ gì. Nó làm theo cái MG mới á. Ờ, còn cái map cũ là MG cũ này nó đéo sửa lại, đéo nó lừa, đéo sửa luôn. Ừ. Nó có sửa nhưng mà nó sửa mãi đâu không. Có nghĩa là nó không thèm làm lại, nó chỉ có sửa thôi. Còn này nó làm mới luôn thì nó khác. Nhà này loot rồi mà Huy, khu này vừa nãy mình vừa mới vào loot mà. Tao hay đi quạng ngã trong cái xe luôn mày. Đi bò vô kìa. Khu này là vừa nãy mình nhảy đầu tiên. Thịt bò vãi lồn. Chúc mừng, chúc các bạn chờ kìa nhà 35 bữa. Cho con bò nhỏ xíu vãi lồn. Từ má cái này tao biết gấp đông. Chạy vào trong luôn đi. Chạy đi. Lót. Đi. Sao lưng. Sao lưng hoàng. Nghe rồi. Đâu mà. Ôi giật thế. Hài đi. Má đang tìm tao định đồng chứ. Lồng lái xe hài đi. Lồng lái xe đồ quá đồ. Tao đang ra chỉnh quạt. Má 7.8. Ơ? Unrevenge. What the fuck? Sao lại có chữ cancer này? Cancer hay continue cancer đi. Tao cancer rồi, tao còn continue nó vô tiếp mày. Ờ cancer đi, nó bị lắc giận á. Mẹ. Đấy, bây giờ tao có cái đầu vàng vừa lấy tạm thấy nó có gạch này. Đấy. Chỉnh cái quạt luôn.
Đúng má, tao đang chỉnh quạt tự dưng mẹ Huy ngã. Ơi mày ơi mẹ giật. Đúng má, mày lái xe tao thấy nó 780 độ luôn. Tao đang nhìn tao đang nhìn trước mặt thì có ba thằng đứng trước mặt, tao đụng má vừa hạ nằm xuống cái là có ba thằng sau lưng luôn. Tao thấy là lúc ngoài nó vừa cái xe 380 độ cái nào lồn kia bắn cái đầu Huy đau. Quay ra bắn đéo kịp luôn. Mà cái này bây giờ lái mô tô khó lắm mày, đường nó có tưng cơ tưng cơ tưng cơ tưng à. Dễ. Rồi vậy nó mới hay mày. Với lại cái phụt nhúng nó mạnh lắm, nó dễ tưng lắm. Tao thấy vậy nó mới thật các ba, đúng rồi. Xe ngoài lái cũng mạnh vậy á. Thì biết là vậy rồi mà khó chạy quá luôn. Hay xong chưa? Alo, sao rồi? Vào đi chứ. Rồi, ok. Tụi má nhanh lắm mà. Nên đợi mày vô tao mới ready. Mẹ, cả thế giới đang tập trung vô chơi đó, mày khỏi lo. Mày lên YouTube đi, mắt mới đầy luôn. Tụi má, IQ. Trời má, ở lobby mà 70 FPS. Ngại quá. Thì nó sẽ như thế nào đây? Trời ơi, 70 FPS. Chập mẹ, nếu là tao đủ map, tao bỏ thời gian tao làm cái map cũ thành cái engine mới cho rồi. Đâu, cái map cũ hôm bữa nó cũng giờ nó cũng xài bản test mà, thì nó cũng y chang vậy thôi. Engine này luôn á. Là cái gì có cái map mà của server chính gốc mà nó không xài mới hay gì? Nó fix lâu rồi hả? Tỷ có bên server thường là không có thôi. Xe vào test là tao dùng mới rồi. Mà tao làm ra cái này tao phải tính toán xong rồi làm bịt mẹ các thứ mày cả tỷ bạc bố ấy. Giống như đội máy liên minh đó, mỗi lần nó thay map rồi đội máy nó phải đợi lâu lắm mới dám thay map. Vô te có đúng chế rồi, độ bắn ban đêm. Đúng là Eli Asset đã thì ban đêm thì thêm kính kính hồng nhiệt chưa nữa. Đúng má sao về một cái ốc đảo. Duy cảm thấy game này đã bãi lồn. Đã có gì được. Ê đồ má, tao nghĩ tới đồ má. Bên 31 đồ má mở map Trung Hoa, mở map Việt Nam tùm lum la đó mày. Ôi trời ơi. Nghe đâu mày? Nó nhảy La Benita đi. Để mát khu lá núi lửa mày, lạ mày. La Benita trên hay La Benita dưới? Đây nè, chỗ đâu chấm nè. La Benita, tao tưởng mày bảo La Cobrenia. Xuống này. Ê, có thằng bay cùng mình nữa rồi. Có drama. Ủa, giờ muốn chơi map cũ thì phải làm sao ta? Mà chắc đéo ai chơi map cũ đâu. Hình như server test nó chưa có chuyện gì đó. Tao không lột, tao chơi map cũ nó đỉnh mẹ. Từ khi 1060 lên lại tao... Đâu má. Rồi, đâu map, tao biết chắc là Hoàng đế chơi map cũ nữa rồi. Map cũ chơi muốn nát bét rồi. Hoàng đế chơi map cũ nữa rồi. Lát quá lột, đỉnh mẹ đéo lát, tao chơi lát. Cái đệt mẹ máy bay rụng à. Đang chơi địt mẹ mượt này dùng 8 mic thoải mái, quay kia muốn bỏ game. Một thằng xuống chiêu mình nha. Biết rồi, ta bảo vừa nãy đây là nó chỉnh. À định tính chơi thằng lấy tiền. Gì sẽ phải trả giá. Có cái lồn đi clear được. Có má, chỗ này máy bay rụng xuống mày, sập nhà luôn kìa. Ta vô nhà 2 tầng nha. Muốn vô đâu? Nhà 2 tầng và nhà kéo ra. Mẹ nhà này là khu này toàn nhà 2 tầng. Nó lên đồi kìa. Nó như vẫn gần mình. Tí nó vác K98 đi mẹ M4 phun phụ kiện kéo chạy được. Trời ơi lồng má nhà 2 tầng sáng nghèo dữ trời. Thà luôn á. Chứ logic nào nhà 2 tầng đéo được nghèo. Tụi má có tiền xe 2 tầng phải giàu chứ chứ mày. Logic nào. Liên quan phải lộn. Liên quan phải lộn. Đến cả cái khu hôm trước tao loot mẹ 5-6 tầng đi loot đó là cái chúng rifle nó luôn. Nhưng vẫn top 1 nhá, đi mẹ trận đấy tao vẫn gánh team. Ai hi hi. Đủ má Hoàng, hôm nay Hoàng có vẻ vui. Đủ má 60 FPS Hoàng có vẻ vui. Nếu vui thì buồn rồi. Ôi buồn quá, địt mẹ mình cần quay lại 4 mấy, 3 mấy bắn nó vui. Mũ 2 nè.
mũ một đây rồi. Ủa nó hướng nó đi hướng nào vậy Hoàng? Tờ hướng nào vậy? Nó, tao cũng không biết, nó lên trên núi nó bay cách mình một đoạn ấy. Ôi, bây giờ cầm nó... cầm súng nhắm với là đi chậm hơn rồi. Súng nhắm sao? Cầm cái gì cơ? Chạy chậm hơn gì? Ừ. Ở đây có 16A4 này nha. Ở đây có 16A4 nè, hai băng đạn. Huy qua mà lấy cho em. Đây nè. Tao có súng hết rồi. Rồi ok. Thế chấm đi để tao qua tao chạy cho lấy. Ôi tắt ra sao mày? Atlas à? Để can trôn chuột phải. Rơi mày 30 băng. Rồi đó. Ba lô ba đây rồi, ngon. Toàn phát nhà các thứ này. Mày chấm một cái chấm ở đấy đi, để tao chạy qua tao. Ừ, chấm rồi. Bắt mình xả ra. Ok. Ô! Cái này ai loot? À, mình loot thì không. Tụi mày có giáp 1 cho tao nha. Cái nhà tao có giáp 1 nè. Thế bên nhà tao đứng. Ê mày ơi, mày cầm súng mà mày chuyển sang mìn nhất lúc mình chạy, cầm khẩu súng đung đưa cơ. Thôi là tao thấy giáp 1 rồi. Thấy giáp 2 rồi đó. Mày đây cũng có giáp 1 nữa. Giáp 4 này. Giáp 4 này. Lộn cái khu này đổ nát dữ gì trời. M16 này. Ai bắn đây? Tao đấy. Thằng nào bảo M16 à M... Để tao chạy qua M416 đã. M16 này M416 mà ơi. M16 này bảo M416. M16 Huy đó bảo M416 mà. M16 đó, Huy đó nè. Không, vừa lấy nó bảo nó. Cái đấy là bằng 16 hay 14? 16 rồi. Mẹ mày đọc nhầm đấy. Mày là thương đọc nhầm. Mày có lấy nào? Thì đưa ba lô 2 đây là bay. Đây lấy đi. Tao đi kiếm Má đống đồ nằm. Súng nằm trong cái đống đồ, đống đồ nát. Khó nhìn vãi lồn luôn. Má ít mẹ M416 tao đéo thấy đâu. À M16A4 tao đéo thấy đâu luôn nè. Đây là chấm sạch đó. Đây, cái chấm sạch đó. Nhưng mà đó đó thấy rồi. Tụ má đi con mẹ nó nép mình ở trong cái khu đổ nát đéo thấy đéo này. Ồ, kit cho xin. Ồ, red dot cho xin luôn. Ê Huy, mày có đạn xanh không Huy? Có. Huy đạn xanh đây. Từ. Cần lắm nằm nhắm. Cuộc sống là không chờ đợi hả? Lại M16 nó nhiều dữ vậy. Ơ, thì cho tao đạn đi Huy. Ờ, không, thằng Huy lấy hết đạn rồi. Biết luôn. Ừ, má nó mày mới khoe tao nãy xong. Đây đây, tốt hết rồi. Xin đi đạn đây Huy. Đây đủ ba bọc. Ở trong mấy cái đây, cái đống đổ nát này có đạn có súng nữa nè, phải lồn ba lô 2 nè. Tao là ba lô 3 mẹ rồi. Cái ba lô 3 này là tao, ba lô 2 là tao vừa vứt đi tao lấy ba lô 3. Full phụ kiện, thiếu nằm nhắm. Tao full phụ kiện rồi. Ôi, cái tao không có đét đóng. Tao có holographic. Ôi đổ má nhà đổ nát vậy đổ má bom nổ chết tao. Tao nghĩ một phần nó đỡ lag tại vì đéo có cây cối gì mẹ. Có cây mà. Có một hai cái nói là cây lồn đâu, đang bảo dừng giết ấy như hồi trước ấy. Ui, vẫn tê lê. Yên tâm. Tê lê. Sau này cũng nó cũng đéo đét cỏ như lúc đâu, cái map này là sa mạc mà cỏ đéo gì. Có rơm rạ thì có thôi chứ còn cỏ đéo bây giờ này. Ơ. Phải là nghe tiếng cứu phát rồi. Tụi mày nghe không? Ừ, ai chạy nghe. Đó là biếu biết. Trời, cái nghe như thật nữa. Đi. Đi đâu đây? Má giờ đi mấy bước là có nhà, đi mấy bước là có nhà. Ra khu đây đi, qua khu bên trái nè, à, bên phải nè. À hình như khu đấy là khu à không. Lô đây, nhà khu. Kẻ nó nhảy thôi mình bắn luôn. Chơi nó luôn. Mà tao đang sợ hãi không? Má cái nhà vừa nhìn khô cằn mãi luôn. Vét luôn. Mày có mỗi lon nước. À vấn đề đấy bố ạ.
Giờ má trong khu này máy bay nhiều ta. Bán mấy thằng tài xế ngu luôn. Win 94 này. Win 94 này khổ lồn đi. Bắn có được không ta? Y nè. Cho nè bú ba nè, lấy đi. Tí Minh vào ra phải test, test Minh cầm. Đúng nó hơi lẹ lắm. Bú ba kìa. Ủa má cái này có thông sắt không leo được đâu mày. Ngầu phải luôn. Nè lúc này mà mình còn thang lắc thì thôi tao nghỉ luôn. Bó tay. Đâu má. Cái này được 45. Tao đéo thêm lát thì mình. Không, tao nghĩ là tao từ 7, tao từ nhiêu, tao từ 70 lên 120, ít nhất đó không phải lên được từ 30 lên. Thằng cam mày ơi, thằng cam này. Tao 3. Từ 4 mấy lên 6 mấy là mày hiểu. 30 chơi được rồi. Ít bóc, ít bóc chưa được có 30 thôi. Ê, mày ơi, khu này vẫn có cỏ rồi mày ơi. Bắt đầu khu này có cỏ là FPS lại tụt. Không, tao vẫn tao vẫn nhẹ rồi. Đây, đây chỗ này có cỏ rồi mày thấy không? Thấy tao đang nằm đây không? Ê, lại M16 này, phải lộn. Chết đạn đi. Này, mày nhìn thấy tao đang bò ở ngoài cỏ đây không? Đấy, hôm nay bắt đầu lại lan. Lấy súng đi, đồ mày nhây nhây. Tao đang bò ở ngoài đây đây. Đồ mày kít nhiều quá nha, tao 40 kít rồi nha. Khu này có cỏ, khu này có cỏ đúng rồi. Mẹ lát thế, lại bắt đầu. Nghi vẫn là lát có cỏ đéo phải lôi mốt đủ quá. Hoàng kêu là Hoàng bảo là gì cập nhật máy cắt cỏ đéo giờ chơi mát có đéo giờ lốt đéo giờ bay xuống chỗ có cỏ. Đúng rồi, nhưng mà đấy là chẳng hạn như là tao bị cái gì bị đéo lát được nhà thôi, nhưng mà lát được nhà vẫn nhảy bình thường. Ủa có ai có 4x 5x 8x gì ta lấy hết nha. Tao lập được mini 14. Đây tao có 6x đây. Có 6x nữa hả? Ừ. Thông tin hỏi Huy thì biết. Cái gì vậy? Đâu? Vào thành phố to thôi. Ai? Ra về giác rồi. Ủa sao mày lại chạy ngược về chỗ đó nữa? Ê! À, vì là... Phải. Điên này. Ngưng hít cần tươi. Ơ đồ má, tướng cầm súng mới đẹp vậy. You don't say. Trời má, lắc. Trời ơi, đồ má chạy ngoài đồng 80 FPS. Cả quá. Hoàng xuống nhiêu Hoàng? Chạy ngoài đồng mày xuống nhiêu? Chạy ngoài đồng tao sáu mấy, trừ quậy vào chỗ chấm cỏ tao bị tụt thôi. Ê đồ má bom. Bom mìn chỉ là một tất yếu của cuộc sống. Đồ má bom gì lúc mày rơi dày hơn sao mày? Không biết. Nhà phát hành đâu công bố là một phát rơi của mấy quả đâu. Có người lút rồi nha. Tao lút trời. Ồ cái nhà này. Ừ, tao lút rồi. Đã đến lúc chặt kêu rồi. Các bạn vào thành phố lớn thôi, còn đợi gì nữa. Nhưng mà đợi qua khu bom này đã địt mẹ. Đang đợi tiếng víu phát. Xuân lồng thằng hổ phá chạy trên không. Lát đấy. Nghe tiếng bạch 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 bạch. Có khu run này mày ơi. Mà nó tít ngoài bò bên phải, bên góc cùng bên trái cơ. Để tí. Tiếng nghe máy là tụi nó gầm từ tiếng thiệt luôn á. Ờ tiếng phím. Cái tiếng kiểu đó. Nè cái đó xin ơi, xoay xoay. Cái nói cái tiếng mang giày, cái mang giày nè. Lồng hoàng đủ mới chạy bạch 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 kìa. À thế bình thường tao cũng chạy vấn đề giày mà. Chắc là tao quên không mang mà. Đối với... lút rồi, lút rồi. Ôi, đỉnh. Chỉ có người nha mấy bạn. Cái gì nhờ? Đối với tao có nghe tiếng... Trời, trời. Cái
gì? Mẹ rớt cái áo luôn, cho cái kit phải gì? Vãi lồn ngu. Nhà thơ này, nhà thơ. Ê đủ má. Ê đủ má chạy đây hai cái mày, chạy đây cái mày. Được của rơi tạm thời. Ê đủ má bấm vào con đĩ này dây chó này, chạy đây một cái, còn xài mày. Nhặt được của rơi thì thôi. Nhặt của rơi. Của rơi. Điểm này đang lấy chào mày có con cả này, bấm nhầm. Duy có cầu nguyện gì không? Cầu nguyện cho mình không bị nhà đất sét. Cầu nguyện cho đủ má đạn đéo lạnh cho đầu mình. AK3. Cầu nguyện cho thằng mấy thằng KS đồ sẽ bị giết và không trả đồ. Cô này bị loot rồi. Cửa mở đang hoang. Có tiếng bắn nhau trước mặt. Ê, con màu mã nè mày. Ê, không biết gặp ma không, có XTS không ta? Có ma không? XTS á. Để ta đặt chỗ cho Duy một cái. Cái đầu đổ quá dây. Inbox. Nhảy được qua đây không? Cái làm như thật vậy. Huy chuẩn bị chết rồi đấy. Huy chuẩn bị tạo yên chân giả nên đặt luôn. Cái tội đòi kit là đội không thể sống. Đồ má gì chờ nó xem ta đòi lại, đúng rồi chứ đồ của tao mà. Ý là chờ để được đòi lại. Ê, xe đạp nè. Đúng rồi. Hồi nó chạy được. Cấm đôi, cấm... Chạy được không? Không. Chạy được. Không nên đòi quà. Đồ má giống gà tà, xe đẹp đó đúng không? Mày nghe bài anh không đòi quà chứ à? Ê mày, mày. Không biết buổi tối ở đây, không biết cái map này có buổi tối chưa đó. Đồ má, người ta sắp sửa. Người ta sắp sửa cập nhật chế độ hết mới kìa. Bảo vệ thành phố, người ngoài hành tinh tấn công. Đồ má hay vậy. Thế thôi, chuẩn bị lại tải lại thôi. Người ngoài hành tinh hay là cái gì á? Cái gì ta? Tận thế hay gì á? Có zombie các thứ không hay có mỗi người ngoài hành tinh thôi? Có chẳng nghĩ có zombie. Mới có câu trailer là trong tháng 12 này có luôn. Đồ má, chơi lớn thì cam đi. Một năm nhìn lại. Năm nhìn lại máy tao đào chứ đó lên đầu năm 1050T cuối năm 750T là iPhone 6 rồi muốn gì nữa mày, sắp tới tao mua S7 luôn luôn iPhone 6 chán quá. À hôm nay một bạn nó quay dàn rồi cũng có cam mua S7 về sau những đâu chơi PUBG mobile nghịch có với cả con iPhone 6 này tao dùng đi mẹ tốn pin vãi luôn thề. iOS xài chán lắm. Thì có những người thích nghiện xài thôi, chứ nếu mà hạn ra dục thì phải Android hơn. Nếu mà có tiền là tao lên iPhone 6S Plus luôn đấy. iOS dùng vẫn được, nhưng mà chẳng qua là nó đắt với cả lên 6 Plus mà so với S7S thì đương nhiên S7S nó vẫn hơn là cái chắc mà. Thấy nó tụt đầu sao mà. Đủ má những cái khoản pin ấy, xài là cũng phải giữ không. Ừ, S7S nó giải trí chắc chắn nó đã hơn iPhone thôi, nhưng mà chẳng qua xài pin rời thì nó... Ừ, như S7 là S pin rời đúng rồi, pin rời. Nó sạc nhanh các thứ luôn. Chứ đủ máy trời xài pin nguyên khối như sạc 26 iPhone 6 rồi. Có thằng nào không? KS được của Huy rồi. Ui tao có nhiều đạn. Tao có nhiều đạn nữa rồi. Tao cầm 200 viên luôn. Ê có tiếng xe nha, tiếng xe máy nha. Huy đang mình à Huy ấy. Đây. Anh đưa em đi trên con xe buýt. Thằng nào có cái gì? Thằng nào có tay cầm? Ê nó kìa quảng. Cái gì ở đâu? Không bao nhiêu? Từ từ các bạn, đợi tôi bạn. Dí. Mày kia chết chưa? Rồi chết rồi. Ông rồi ai đang rồi? Mày vô mày bắn này tịch ra tiếng hoàng. Cứu đi tao cover không? Còn nữa sau lưng các bạn. Nghe rồi. Đủ má. Tao chết rồi đủ má, tao hỏi mạng mày nha hoàng. Bom. Khéo rồi, thôi rồi. Kê, nó vô. Mày kịp cho, đít con mẹ mày.
ba kin ở vãi đồng gì còn máu tao đang bắn mà tao thấy mày kít mà đây đang kít đủ má cứ bảo là kít đang đang để cây mini 14 có lúc đâu thoải mái đi mẹ bình tĩnh mà lúc cái 8x cái nhẹ cái đó 4x đây ăn kết để mũi ba hỏng này dùng luôn MK14 này vãi đồ thằng này nhạt hòm à nhạt hòm đây đây Huy Huy cho mày có cái mũ hà này Huy thay Huy đồ cứ thoải mái mà lút thôi mày xoắn đồ má báo mắt này tao cảm giác có cái hay hơn rồi đây có giác hài mới nè Huy lấy Huy đéo thèm ủa đồ má mày mất máu mày để em lấy luôn kìa ờ hay SKS này, ê thằng nào bắn MK14 đi tao bắn SKS này mày ơi MK14 này tao bắn mini 14 rồi đi qua đây bắn MK14 đi Huy ơi ờ tao bắn cái MK14 là cái gì vậy MK14 là cái khẩu bắn mặt mạnh ngang SKS nhưng mà có cả auto lẫn gì mà nó không giật hơn à không giật bằng chứ quên tao có cái chứng đáng là không có à thôi tao bắn SKS ờ đưa K98 đây tao bắn cho không nát tao bắn hết vứt K đây Okay. 8x đó, bắn đi. Đang nào bắn SKS đi. 9 rồi, OP. Có 4x nào không? Đây. Có 4x, cái xác thằng này có đây. Ủa, cái này... Ờ, nào lấy 8x lẻ đi không? Ủa, cái MK14 này xài bắn đạn gì vậy? Đạn 7. Cái sự nó có cái... một đống nó có 3 ô. Thằng này lại MK14 nữa này, vãi lồn. 2 MK14 luôn. Đây thằng này cho tao cái bắn... Ờ, đủ má. Mấy thằng... Nguyên gì bắn MK14 đi, MK14 mạnh hơn mini 14 đấy. Đâu? Xác thằng này, xác thằng này. Đấy, xác thằng trước mặt mày đây đấy. Ờ... Thằng nào có đạn xanh hơn, ít đạn xanh hơn tao nào. À đây, thấy không? Ủa, thằng nãy mày mấy trăm đi đạn xanh, mày còn gì nữa? Tao bắn địt mẹ ba băng để cứu mày ơi. Đây lồn. Ủa? Tao cần đạn, đạn 7 nha. Mấy cây MK14 này có 3 slot rồi gắn cái gì ta? Này, Duy ơi, bên này có đạn 7 này, một đống này tầm 100 viên này. Ok, qua lấy. Thằng nào có gì không? Cái gì nhở? Thằng nào có... quên. À, thằng nào có tay cầm không? Đi kiếm đi. Mũ ba số hỏng mẹ rồi, tôi dùng tạm. Đấy rồi. Cái địt mẹ tao bấm kèn, tao thấy thằng mặt đồ cây chạy ngang qua tao mày. Tao thấy, tao đầu tiên tao thấy tao tưởng ai cơ, địt mẹ đứng chạy trước mặt mình. Ê, ê có xe đến, có xe đến. Hướng nào vậy? Ồ, hai bạn. Tao bắn rồi mà. Không đi đéo được. Gặp hoàng, ăn cứt. Tụi má biết bên ghét tao nhiều cái vậy? Bên ghét tao 50 cái lồng má gì nhiều vậy? Bứt đi, bứt bứt. Đừng bắn nhau hướng 220. Được. 4 kin easy thôi. Ai có 8x? Ý gì nữa, à, con người. Có cái hộp cái bên kìa, hèn chi. Ai à, có xin xe, có xin xe. Kìa kìa, nó lên kìa. Cái xe, xe. Xe 3 chỗ, xe 3 chỗ. Bắn hay này nha, ơi. Được quá. Chết hết chưa? Bắn cho nó nổi chưa? Tao biết rồi. Đại ca. Mấy thằng à? Kìa tao 8x. Lại có xe nữa. Ê xe kìa, hôm kìa. Đâu? Có hôm trước mặt kìa. Trời tao 8x. Cái hộp đó đã tao nút rồi á. Tao nghe tiếng có một xe gần. Kìa. Bắn nhau hướng. 215. Đâu? Đâu đây xe mà. Phải người kìa. 220. 6 cây. Cây nào mày? Có thằng. Bắn kìa bằng. Bắn. À thôi, tao thấy kìa. Huy ơi. Huy yên sau. Chạy. Sáu. Ê. Tao bắn lộn thằng, tao đó thằng kia nè. Trước mặt Hoàng. Kìa, nó chạy lên kìa. Bên trái. Bên trái gần mày một thằng nữa. Ôi, trước mặt có nữa. Ừ, thì bắn lộn bên trái mày gần mà. Trước mặt đi. Kìa, bắn thằng bên trước mặt tao rồi. Này nó đang đạp kìa. Rồi, cứu. Tụ má Huy chết lẻ vậy. Mẹ, tao bắn nhầm thằng.
kìa, một thằng cứu đi, thằng kia chạy nó ngã rồi. Ủa cái S mạng nó vãi lồi. Không phải ba, tao tưởng nó còn đứng mà. Tao thấy còn thằng bên bên đó, ba lại năm á. Để chết nó biết rồi. Chạy vô trong đi mày, chạy vô trong đi mày. Bắn mạng không? Ơ. À. Thôi. Bên kia, bên kia. Cái đủ quá. Sáu tin vãi lồi phê. Má, trận này hay thiệt.